Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 8 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là một gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Gia An và Mai Anh theo dõi tin tức. Trong năm 2021, ngân sách tòa thánh thâm hụt hơn 3 triệu euro. Vatican. Cha Juan Antonio Guerrero, Tổng trưởng Bộ Kinh tế Tòa Thánh cho biết, trong năm 2021, ngân sách tòa thánh thâm hụt hơn 3 triệu euro. Nhưng đây là tin đáng mừng, vì con số thâm hụt so với dự kiến là hơn 33 triệu. Kinh tế của tòa thánh đã có những bước tiến mới về tính minh bạch và bền vững. Trong cuộc phỏng vấn của truyền thông Vatican được công bố hôm thứ Sáu vừa qua, cha Guerrero nhận xét chung về ngân sách tòa thánh trong năm 2021. Cha nói, chúng tôi đã thực hiện nhiều bước theo hướng đúng đắn về tính minh bạch, bảo vệ kinh tế của tòa thánh và tính bền vững. Các kết quả tốt hơn mong đợi, nhưng giai đoạn tiếp theo vẫn còn những bất ổn, và hơn nữa chúng tôi phải đối diện với một số vấn đề về cơ cấu. Về những con số của ngân sách, Tổng trưởng Bộ Kinh tế Tòa Thánh cho biết, tin vui đầu tiên là những kết quả tốt hơn so với mong đợi. Dự kiến thâm hụt là 33,4 triệu euro, nhưng trong thực tế chỉ là 3,3 triệu euro. Cha Guerrero nhiều lần nhấn mạnh rằng ngân sách của Tòa Thánh là để phục vụ cho sứ vụ. Theo cha, nhận thức này đang được các cơ quan của giáo triều tiếp nhận một cách tích cực, nhất là trong thời điểm kinh tế khó khăn. Trong năm 2021, giáo triều thâm hụt 10 triệu euro, ít hơn 56 triệu so với năm 2020. Đây là một tin vui và là bằng chứng cho thấy giáo triều đã hy sinh bằng cách giảm chi phí. Cha nói, chắc chắn chúng tôi không thể chỉ hoạt động dựa trên các khoản chi bằng cách giảm chúng. Sẽ đến lúc chúng tôi không thể giảm hơn nữa mà không ảnh hưởng đến sứ vụ. Vì vậy chúng tôi cũng đang tìm cách tăng doanh thu. Với câu hỏi của phóng viên về những dự đoán cho tương lai, cha Guerrero trả lời, vẫn còn nhiều bất ổn cho thời gian tới. Trong khi đối diện với khủng hoảng, chúng tôi không có nhiều biến số để hành động. Chúng tôi không có chính sách tài khóa hoặc tiền tệ, cũng như không có kiểm soát được một phần lớn thu nhập. Ngoài các vấn đề về cơ cấu, tình hình thế giới, chiến tranh, lạm phát, thiếu nguồn cung cấp, tài chính không chắc chắn, v.v. tạo ra những thách đố và cơ hội mới cho chúng tôi. Chúng tôi không thể nói rằng thời gian cho những hy sinh đã qua năm 2022 và năm 2023 tới sẽ đặc biệt khó khăn. Giờ đây chúng tôi phải đối diện với dự toán cho năm 2023. Mặc dù áp lực của COVID đã giảm, nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi có thể vui mừng. Đức Thượng Phụ Giáo chủ Armenia gửi lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Liban. Đức Thượng Phụ Rafael Petros, Giáo chủ Công giáo của những người Armenia ở Sicilia, đã ca ngợi và cảm ơn những lời của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài bày tỏ sự liên đới hướng đến gia đình của các nạn nhân của vụ nổ kinh hoàng đã diễn ra 2 năm trước. Ngày 4 tháng 8 năm 2020, 2.750 tấn amoni nitrat đã bùng nổ dữ dội tại khu bến cảng Beirut của Liban. Vụ nổ khiến cho 214 người thiệt mạng, hơn 7.000 người khác bị thương, và khoảng 300.000 người lâm vào cảnh không nhà cửa. Chính phủ Liban đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài trong 2 tuần để ứng phó với những hệ quả gây ra do vụ nổ. Hôm thứ Tư vừa qua, tại cuối cuộc tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Francisco đã tưởng nhớ đến biến cố này. Ngài nói, kỷ niệm 2 năm vụ nổ ở bến cảng Beirut, tôi nghĩ đến gia đình của các nạn nhân đã qua đời và toàn dân Liban. Tôi cầu nguyện để từng người trong số họ có thể tìm thấy nguồn ơn an ủi từ đức tin, từ lẽ công bằng và sự thật. Tôi cầu chúc cho đất nước Liban với sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, tiếp tục bước đi trên hành trình hồi sinh. Ước gì đất nước của các bạn luôn là miền đất của hòa bình và của những sự khác biệt đa dạng, nơi mà các cộng đồng tôn giáo khác nhau chung sống trong tình huynh đệ đại đồng. Trong lời cảm ơn của mình, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Rafael Berros cũng bày tỏ, chúng tôi cảm nghiệm được nỗi đau đớn và mất mát lớn lao mà người dân Liban đã phải gánh chịu vào khoảng thời gian này từ 2 năm trước.
vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người vô tội, đẩy nhiều gia đình vào cảnh không nhà cửa, không việc làm, làm cho tình trạng tài chính của các gia đình khủng hoảng càng nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi đặt niềm tin cậy rằng lẽ công bằng từ Cha trên trời sẽ chiến thắng và sự thật sẽ được tỏ lộ về những người phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn tàn khốc này. Đức Thượng Phụ cũng cầu xin Chúa đoái thương, ban ơn an ủi và kiên nhẫn cho các gia đình và cho toàn đất nước Liban được sống trong bình an, tin tưởng và hy vọng. Đức Hồng Y Sako lo ngại về tình hình chính trị bế tắc ở Iraq. Baghdad, Đức Hồng Y Louis Rafael Sako, Thượng Phụ Công giáo Kande ở Iraq, bày tỏ lo ngại về tình trạng chính trị vì đã 10 tháng qua Iraq không có chính phủ dân cử. Ngài kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị thành lập một ban tham vấn quốc gia để tìm ra những cách tiếp cận và những cách thức mới cho tình hình khủng hoảng. Căng thẳng chính trị tại Iraq nổ ra khi đảng của giáo sĩ Muqtada Ansar, dòng Shiite, giành được 73 trên 329 ghế trong bầu cử tháng 10 năm 2021 và trở thành nhóm lớn nhất trong cơ quan lập pháp của đất nước này. Tuy nhiên, số ghế này là chưa đủ quá bán. Trong khi đó, hai nhóm theo dòng Shiite trong quốc hội Iraq, bao gồm phe của giáo sĩ Ansar và Coordination Framework, đều tuyên bố chiếm đa số và có quyền bổ nhiệm thủ tướng. Do vậy, tiến trình đàm phán nhằm thiết lập một chính phủ mới liên tục bị đình trệ do quốc hội chưa thể bầu tổng thống mới với 2/3 số phiếu cần thiết theo hiến pháp. Vì thế, toàn bộ nghị sĩ thuộc đảng của giáo sĩ Ansar đã rút lui khỏi quốc hội. Ngày 30 tháng 7, hàng nghìn người ủng hộ Muqtada Ansar đã xông vào tòa nhà quốc hội Iraq ở thủ đô Baghdad với mục đích phản đối phe đối lập đề cử ứng cử viên chức thủ tướng. Ngày 3 tháng 8, giáo sĩ Muqtada Ansar đã yêu cầu giải tán cơ quan lập pháp và tổ chức bầu cử lại, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục biểu tình ngồi ở tòa nhà quốc hội cho đến khi các yêu cầu được đáp ứng. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mustafa Al-Katimi kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh, giảm căng thẳng và đưa ra sáng kiến để đạt được một giải pháp dựa trên quốc gia. Trước tình hình bất ổn chính trị này, Đức Hồng Y Louis Rafael Sako, Thượng Phụ Công giáo Kande ở Iraq, đã kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị thành lập một ban tham vấn quốc gia, cảnh báo rằng tình trạng bế tắc chính trị đang diễn ra sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho tất cả mọi người. Ngài nhận xét rằng tình hình rất căng thẳng và khủng khiếp, phải hành động ngay, không thể chậm trễ hơn nữa. Đức Thượng Phụ nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo chính trị và cả các nhà chức trách tôn giáo phải khắc phục tình hình trước khi sóng thần quét sạch chúng ta. Đức Hồng Y Sako cũng chỉ ra nhu cầu cần thiết loại bỏ những nguyên nhân cơ cấu, nguồn gốc của tình trạng hỗn loạn đang tiếp diễn trong nước và trên hết phải thừa nhận sự thất bại của hệ thống chính trị được thành lập vào năm 2003 sau cuộc xâm lược do Hoa Kỳ lãnh đạo để lật đổ Saddam Hussein. Theo đó, quyền lực được phân phối trên cơ sở sắc tộc và bè phái. Theo Đức Thượng Phụ, cách phân phối quyền lực này đã tạo ra tham nhũng và bất công. Vì thế, cần phải tìm ra những cách tiếp cận và những cách thức mới để thiết kế một hệ thống chính trị hiệu quả, trong đó các thể chế được đặt vào mục tiêu phục vụ người dân, chứ không phải vì lợi ích đảng phái. Các giáo hội tại Minnesota chuẩn bị cho tuần lễ đại kết giữa các Kitô hữu vào năm tới. Minnesota, ước muốn hiệp nhất luôn sống động trong trái tim của những người Kitô hữu, nhưng ước muốn ấy không thể nào thành hiện thực nếu không vượt qua được mọi hình thức kỳ thị, mọi cơ cấu tội lỗi, mọi dạng thức thù ghét và bóp nghẹt, làm rách nát giáo hội là thân thể của Đức Kitô. Khởi đi từ xác tín này, Hội đồng các giáo hội tại Minnesota được thành lập từ năm 1947, gồm nhiều tổ chức đại kết khác nhau trên khắp nước Mỹ. Hội đồng này đại diện cho hơn 1 triệu thành viên của nhiều nhánh Kitô giáo khác nhau, có mục đích chính là cùng nhau phục vụ những người di cư, hướng đến các mối tương quan và đối thoại liên tôn, quan tâm đến các vấn đề xã hội và phân biệt chủng tộc. Tháng 9 năm 2020, hội đồng này đã lên kế hoạch 10 năm với tên gọi Sự thật và những sửa chữa, nhắm đến việc vạch trần và sửa chữa những tổn hại gây ra do sự phân biệt chủng tộc ở Minnesota. Chương trình này hướng đến một hành trình hòa giải tương tự như hành trình đã diễn ra ở Nam Phi,
chữa lành những vết thương do chế độ diệt chủng gây ra. Tất cả những chủ đề này sẽ được đặc biệt quan tâm trong tuần lễ cầu cho đại kết vào năm tới 2023. Ý thức rằng việc cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, đóng vai trò trung tâm và vô cùng thiết yếu trong cuộc chiến chống lại những gì khiến chúng ta phải chia rẽ và không sống đúng với tư cách của các thọ tạo, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và có phẩm giá ngang hàng với nhau. Thành viên của hội đồng này đến từ nhiều niềm tin Kitô giáo khác nhau. Họ đã bắt đầu các cuộc họp online từ trong thời gian đại dịch. Trong số những người tham dự có cả một số người dân bản địa Dakota và một số người Mỹ gốc châu Phi. Mỗi năm ngày 26 tháng 12 được xem như ngày tưởng niệm những người dân bản địa bị giết hại vì nạn phân biệt chủng tộc. Tại Minnesota, những cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc vẫn thường xuyên diễn ra. Đặc biệt là sau cái chết của George Floyd, một người Mỹ gốc châu Phi, ngày 25 tháng 5 năm 2020. Trong tài liệu chuẩn bị cho năm 2023 có đoạn viết, Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta tôn trọng tính thánh thiêng và phẩm giá của mọi thành viên trong gia đình nhân loại. Việc chăm sóc người khác, phục vụ người khác và yêu mến họ không phản ánh họ là ai, nhưng đúng hơn phản ánh chúng ta là ai. Là những Kitô hữu, chúng ta phải hiệp nhất trong trách nhiệm yêu thương và chăm sóc cho những người anh chị em khác, giống như hình ảnh Thiên Chúa đã yêu thương và chăm sóc chúng ta. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể sống đức tin và chia sẻ đức tin của chúng ta ngang qua hành động và việc phục vụ của chúng ta giữa lòng thế giới. Liên hiệp Anh giáo tổ chức hội nghị lần thứ 15. London. Liên hiệp Anh giáo tổ chức hội nghị Lambeth lần thứ 15 từ ngày 26 tháng 7 đến mùng 7 tháng 8 với sự hiện diện của khoảng 600 giám mục đến từ 165 nước trên thế giới, đại diện cho hơn 85 triệu tín hữu trên khắp thế giới. Hội nghị Lambeth là sự kiện quan trọng nhất của Anh giáo, thường được tổ chức 10 năm một lần. Nhưng chính sự chia rẽ trong Liên hiệp Anh giáo liên quan đến giáo lý về luân lý tính dục đã làm cho hội nghị bị hoãn lại cho đến năm 2018. Sau đó lại bị hoãn thêm vì đại dịch COVID và nay mới tổ chức được. Sau những ngày tĩnh tâm, các giám mục đã chính thức bước vào trọng tâm của công việc với thánh lễ khai mạc lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 7. Đức giáo chủ danh dự Justin Welby, tổng giám mục Canterbury chủ sự tại nhà thờ chính tòa trung tâm của Liên hiệp Anh giáo ở phía đông nam thủ đô London. Với chủ đề Giáo hội của Thiên Chúa cho thế giới của Thiên Chúa, hội nghị thảo luận về ý nghĩa của sự hiệp thông Anh giáo đáp ứng những thách đố của thế kỷ thứ 21. Cụ thể, các giám mục thảo luận về những thách đố lớn mà các cộng đoàn phải đối diện như việc biến đổi khí hậu, lạm dụng tính dục trong giáo hội, phẩm giá con người, căn tính của Anh giáo, hiệp nhất Kitô giáo. Do phải hoãn lại, kế hoạch của hội nghị đã được tổ chức lại như một quá trình 3 giai đoạn được thiết kế để tạo ra các kết quả lâu dài cho cả giáo hội hiệp thông và cho các cộng đoàn họ phục vụ. Từ năm 2020 là khoảng thời gian cùng nhau bước đi, các giám mục nhóm họp trực tuyến về các chủ đề liên quan đến hội nghị. Giai đoạn cùng nhau lắng nghe là sự kiện đầy đủ ở Canterbury đã bắt đầu trong những ngày qua, và giai đoạn tiếp theo sẽ là cùng nhau làm chứng. Kết quả các buổi thảo luận của các giám mục được chia sẻ và hành động tiếp theo được thực hiện xung quanh chủ đề hiệp thông Anh giáo. Giáo phận Bắc Kinh và các hoạt động hè cuối mùa dịch. Bắc Kinh, các biện pháp giới hạn phòng chống dịch COVID dù vẫn còn được áp dụng nhưng đã bớt nghiêm ngặt nhờ tình hình sức khỏe của cộng đồng đã được cải thiện đáng kể. Nhờ vậy, các cộng đoàn công giáo trong khắp đất nước đang trải qua một mùa hè với nhiều hoạt động thiêng liêng và mục vụ. Nhiều nhà thờ đã được mở cửa và trở lại nhịp sống bình thường. Tại nhà thờ Đức Mẹ thuộc giáo phận Châu Tông, các cuộc lễ mừng long trọng đã được cử hành nhân dịp thụ phong linh mục của hai thầy phó tế người Tibetans. Họ là những mục tử phục vụ những sắc dân thiểu số trong giáo phận của mình. Tại nhà thờ chánh tòa của thủ đô, hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ, nhiều giáo sư đã tổ chức Ngày Quốc tế Ông bà và Người cao tuổi vào ngày Chủ nhật 24 tháng 7 vừa qua.
Việc tôn kính ông bà và người cao tuổi là một nét đẹp trong văn hóa Trung Hoa nói riêng và cả châu Á nói chung. Ngoài một thánh lễ được cử hành long trọng bởi Đức cha Lý San, Tổng giám mục Bắc Kinh, các linh mục trong khắp giáo phận cũng cử hành thánh lễ với những nhóm nhỏ những người cao tuổi và trao cho họ những phần quà nhỏ nhưng ý nghĩa. Cũng vào ngày Chủ nhật hôm ấy, Đại chủng viện tại Bắc Kinh đã cử hành thánh lễ sai đi cho các thầy chủng sinh đã hoàn tất chương trình huấn luyện. Họ được gửi vào các giáo xứ để tiếp tục được huấn luyện mục vụ. Cha giám đốc chủng viện đã cổ võ các chủng sinh của mình bằng câu châm ngôn của chủng viện, làm vinh danh Thiên Chúa vì phần rỗi các linh hồn và phục vụ con người, mời gọi họ trèo ra chỗ nước sâu để xây dựng giáo hội. Trong mùa hè này, các khóa học giáo lý được khởi động tại nhà thờ chánh tòa và các xứ lân cận. Ngoài ra, một số giáo xứ cũng có chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho các chú giúp lễ. Cha Cao Seo Sen đã giải thích với các chú: trong suốt thánh lễ, các con là những người gần Chúa nhất bên cạnh vị linh mục chủ tế. Các con phải chuẩn bị không chỉ là những vật dụng cần thiết để giúp lễ, mà quan trọng hơn phải chuẩn bị tâm hồn và tinh thần cho xứng đáng. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội. Câu chuyện của Sơ Ibtisan. Jerusalem, tháng 7, 2022. Ibtisam Habib Gogis là một nữ tu người Iraq thuộc dòng Phan Sinh Thừa Sai Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của mẹ Maria. Chúng tôi gặp sơ ở Jerusalem, nơi sơ lưu lại trong một thời gian ngắn để tĩnh tâm. Sơ có một nụ cười dễ lây lan, giọng nói nhanh nhẹn và một khuôn mặt truyền tải sự thanh thản và bình an nội tâm. Sơ đã được kêu gọi để làm nhân chứng về những tàn bạo của cuộc chiến diễn ra tại đất nước của sơ. Sơ Ibtisam sinh ra và lớn lên ở Caracos, một thành phố ở miền bắc Iraq, chỉ cách Mosul 30 cây số và gần tàn tích của thành cổ Nineveh. Phương ngữ được nói ở đó có nguồn gốc từ tiếng Aram. Sơ nói với vẻ tự hào: "Chúng tôi nói ngôn ngữ của Chúa Giêsu." Nhưng sơ cũng nói thông thạo và chính xác tiếng Ý mà sơ đã học được trong những năm nhà tập trong dòng. Caracos là một vùng đất nhỏ theo Kitô giáo ở miền bắc Iraq với hai truyền thống Assyria và Kandê, nhưng họ luôn sống trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau với những người láng giềng Hồi giáo. Sơ Ibtisam chia sẻ về một thiếu nữ Iraq quyết định trở thành một nữ tu. "Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, vì dù sống trong một môi trường phụ hệ và truyền thống, nhưng tôi luôn rất độc lập. Tôi rất hãnh diện với sự tự do của mình, ngay cả bây giờ khi tôi đội lớp này." Việc Sơ Ibtisam trở thành nữ tu đã xảy ra như thế nào? "Tôi theo học nhóm tại Đại học Công giáo, nơi tôi học về sinh học. Lúc đó phải nói là chúng tôi sống trong hoàn cảnh không đến nỗi tồi tệ. Sau chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, chúng tôi bị cô lập với thế giới, không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên ngoài biên giới của mình, nhưng chúng tôi sống trong hòa bình." Ông Tarek Azi, Bộ trưởng Ngoại giao, trong thực tế là Thủ tướng, là một Kitô hữu Kandê và đến từ Tenkepe, rất gần với Caracos. "Có một điều mà tôi thực sự thích về sự dấn thân tích cực của tôi trong giới trẻ Công giáo, giúp đỡ người nghèo. Tôi tìm thấy niềm vui khi làm điều tốt. Đó không phải là một sự thỏa mãn tự cao tự đại. Nó mang lại cho tôi sự bình an nội tâm. Nó trả lại cho tôi ý nghĩa chân thực nhất của con người, sống với người khác và vì người khác. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được nơi nào để thực hiện trọn vẹn mong ước của mình. Rồi có một tu sĩ dòng Francisco đến thăm chúng tôi, và tôi đã rất ấn tượng về vị tu sĩ này.
Sau đó tôi đã đọc tiểu sử của Thánh Francisco và một chút ánh sáng bừng lên trong lòng tôi. Tiếp sau đó, hai nữ tu người Ý đến và mời tôi thăm tu viện của họ ở Jordan. Khi ấy tôi ở độ tuổi mà ở đất nước chúng tôi là độ tuổi để lập gia đình, nhưng tôi muốn tự do. Khi gia đình tôi cảm thấy tôi đang hướng đến một nơi khác, họ phản ứng mạnh mẽ. Đây là con gái tôi, không phải của các sơ. Cha tôi nói với các nữ tu đang đến trước cửa nhà, ngăn họ vào nhà. Cuối cùng, sau nhiều lần nài nỉ, cha tôi đã không phản đối nữa và cho phép tôi đến Jordan. Chú tôi đồng hành với tôi trong chuyến đi kéo dài 18 tháng do đất nước chúng tôi bị cấm vận. Việc gia nhập dòng không hề dễ dàng. Tôi không hiểu ngôn ngữ lắm. Tôi phải học tiếng Ý. Các nữ tu theo nghi lễ Syriac chứ không theo nghi lễ Latin, nên tôi không hiểu gì về thánh lễ, cũng như những giờ kinh sáng, kinh chiều, và nhất là một trật tự cuộc sống mà tôi không biết. Rồi đến nghi thức cắt tóc, có vẻ hơi gây sốc. Đó là một vết cắt thực sự đối với cuộc sống trước đây. Nhưng bất chấp tất cả những khó khăn phải vượt qua, tôi ngày càng cảm thấy tâm hồn bình an hơn. Những thay đổi trong cuộc sống nói chung tạo ra sự bồn chồn, lo lắng. Sự thay đổi này, mặc dù rất triệt để, nhưng ngược lại đã khơi dậy trong tôi rất nhiều bình an. Chúng tôi gồm 4 thiếu nữ đến từ Caracas, và đây là một niềm an ủi đối với tôi. Ít nhất là có ai đó mà tôi có thể nói chuyện và được hiểu. Sau 9 tháng, tôi được phép về quê gặp lại bố mẹ. Sau đó họ gửi tôi sang Ý để thực hiện 5 nhà tập. Sau đó, Sơ Ibtisam trở lại Trung Đông. Sơ chia sẻ, đầu tiên họ gửi tôi đến Đất Thánh, đến Bethlehem và Nazareth, và sau đó 3 năm đến Baghdad, tham gia vào mặt trận giáo dục. Cho đến ngày 6 tháng 8 năm 2014 kinh hoàng đó, khi ấy tôi đang ở quê nhà, Daesh đã vào vùng Nineveh, không có nước và điện trong các ngôi nhà. Sau đó chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ, một ngôi nhà ở ngoài ô đã bị trúng tên lửa. Chúng tôi vội vã đến đó và chỉ tìm thấy đống đổ nát và xác chết. Những người chết được chôn cất và sau đó bắt đầu cuộc di tản hoàn loạt. 50.000 người, không phân biệt tôn giáo hay chính trị, đã rời bỏ nhà cửa và thành phố. Chúng tôi nghe những câu chuyện kinh hoàng ở những khu vực đã bị Daesh chiếm đóng và do đó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn. Cần bảo đảm rằng khi vào Caracas, Daesh không còn tìm được bất kỳ ai nữa. Chúng tôi đã giúp càng nhiều người càng tốt và bằng mọi cách chạy trốn. 120.000 người từ khắp vùng Nineveh hướng về Kurdistan. Các nữ tu chúng tôi ở lại cho đến cuối cùng, một phần để giúp đỡ những người bị di dời và một phần vì chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi ngủ ngoài đường để sẵn sàng di tản. Sau đó Đức Giám Mục ra lệnh cho chúng tôi rời đi. Chúng tôi là những người cuối cùng rời Caracas. Chúng tôi rời đi lúc 2 giờ sáng và lúc 5 giờ. Những đoàn quân đầu tiên của Daesh chiếm thành phố. Khi dân quân tiến vào một thành phố, họ đưa ra 3 lựa chọn. Hoặc bạn trở thành người Hồi giáo, hoặc bạn trả tiền, hoặc họ giết bạn. Hầu như gia đình nào cũng có người chết. 1/4 số ngôi nhà bị đốt cháy. Tất cả đều bị cướp phá và các nhà thờ bị phá hủy. Chúng tôi đã làm việc với toàn thể giáo hội Công giáo để giúp đỡ những người phải di tản, đã sống nhiều tháng trong lều hoặc trong những ngôi nhà tạm bợ. Sau đó chúng tôi được đưa trở lại Đất Thánh, băng qua biên giới Jordan. Một đêm kéo dài hơn 2 năm, Caracas được giải phóng vào ngày 19 tháng 10 năm 2016 với trận chiến Mosul. Sau ngày đó, một số cư dân bắt đầu quay trở lại, nhưng nhiều người, đặc biệt là những người đã tìm nơi ẩn náu ở nước ngoài, đã không bao giờ trở về. Ngày nay tình hình còn nhức nhối,
việc tái thiết chậm chạp, không có việc làm, rất nghèo khổ. Hiện nay tôi đã trở lại đất nước của mình và cùng với hai nữ tu cùng dòng, tôi quản lý một trường mẫu giáo với hơn 500 trẻ em. Chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco năm ngoái là một bước cơ bản trong kinh nghiệm của chúng tôi. Nó đã mang lại cho chúng tôi một hơi thở. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng tôi cảm thấy có một người thực sự quan tâm đến chúng tôi, một người yêu thương chúng tôi. Nó khiến chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi là một giá trị cho giáo hội. Chúng tôi đang sống và chúng tôi đang ở trong đức tin. Ngài đã cho chúng tôi niềm tự hào giữa các tôn giáo, giữa những người Hồi giáo, những người cũng như chúng tôi đã thoát khỏi sự tàn bạo của Daesh. Chỉ khi chúng tôi nhìn thấy và chạm vào Đức Thánh Cha Francisco ở mảnh đất này, ở đây bên cạnh chúng tôi mới nhận ra rằng mọi chuyện đã kết thúc, nó đã thực sự kết thúc, và bây giờ chúng tôi có thể lật sang trang mới. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco không phải là một cuộc viếng thăm, đó là sự phục hồi sự sống. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Thầy Franco được Đức Mẹ Lỗ Đức chữa lành và ơn gọi truyền giáo trên mạng. Thầy Rosenberg Augusto Franco, người Guatemala, trong khi đang làm việc như một giáo viên, đã cảm nhận được ơn gọi và sau nhiều lần phân định đã quyết định vào chủng viện. Vào chủng viện, thầy luôn cảm thấy hạnh phúc cho đến tháng Giêng năm 2017, thầy bị liệt một bên khuôn mặt, không thể cử động và biểu lộ cảm xúc. Thầy nói về thời gian đó, khi bị như vậy, tôi cảm thấy tâm tối và bất an. Tôi đã nổi giận với Chúa vì tôi không hiểu tại sao điều này lại xảy ra với tôi vào lúc tôi cảm thấy cuộc sống đang tiến tới với những ước mơ và dự tính cho tương lai. Nhưng rồi, từ từ trong cầu nguyện, thầy Rosenberg khám phá ra một điều hoàn toàn khác. Thầy nhận ra rằng, Chúa yêu thầy mặc dù không nói lời nào. Chúa càng yêu thầy hơn khi thầy bị bệnh nặng. Ngày 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức và Ngày Thế Giới Bệnh Nhân. Mặc dù đã trải qua 2 năm trong chủng viện, thầy Rosenberg thừa nhận rằng thầy không có nhiều hiểu biết về ý nghĩa bí tức sức dầu bệnh nhân. Nhưng được sự khuyến khích của mẹ, thầy đã đến giáo xứ tham dự một thánh lễ đặc biệt, trong đó có nghi thức sức dầu cho những người đau yếu mà không cần họ phải lâm nguy. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Một tuần sau, tôi đã phục hồi khả năng vận động của khuôn mặt. Thầy nói sau khi cho biết, trước đó thầy đã thực hiện các liệu pháp điều trị và uống các loại thuốc, nhưng không mấy hiệu quả. Được chữa khỏi, thầy đã hứa với Đức Mẹ sẽ hành hương đến Lộ Đức để tạ ơn mẹ. Như thế, vào năm 2020, thầy đã đến Đền Thánh Lộ Đức để tạ ơn Đức Mẹ như lời đã hứa. Thầy chia sẻ, trong quá trình hồi phục, có điều gì đó lay động trong tâm hồn. Tôi nghĩ nhiều đến cuộc đời của các thánh. Đặc biệt, tôi muốn biết những vị thánh trẻ của thời nay, điều mà trước đó tôi không mấy quan tâm. Tôi bắt đầu tìm kiếm trên Google và thật ngạc nhiên khi tôi phát hiện ra có những người trẻ đang trong tiến trình phong thánh và những người khác đã được phong chân phước. Nhưng có điều gì đó khiến tôi cảm động. Tất cả đều đã chết. Thầy cười và tiếp tục. Tôi đã nói với Chúa rằng con cũng muốn trở thành một vị thánh, nhưng con không muốn chết. Quả tôi thật là ngu ngốc. Nhưng rồi tôi hiểu tất cả đều có ý nghĩa. Dường như thầy chưa nghe nói về chân phước Carlo Acutis. Vì vậy Carlo là người đầu tiên thầy muốn tìm hiểu. Những phép lạ thánh thể do Carlo trình bày
đã có một tác động lớn đến thầy. Thầy cố gắng làm cho nhiều người trẻ biết câu chuyện của Carlo, biết cuộc đời, mẫu gương của Carlo. Thầy cũng ấn tượng bởi câu chuyện của chân phước Chiara Badano và chân phước Pier Giorgio Frassati. Và với sự miệt mài tìm kiếm, có nhiều người trẻ thánh thiện đã xuất hiện trong sự hiểu biết của thầy. Được thúc đẩy bởi mong muốn cho thế giới biết rằng có thể trở nên trẻ trung và thánh thiện trong thế kỷ thứ 21. Dự án Young Saints của thầy đã ra đời trên Facebook và Instagram. Thầy nói với sự nhiệt tình, ngày nay những gì ra đời như một thứ gì đó đơn giản và đến được với những người nổi tiếng. Có hơn 52.000 người theo dõi trên Instagram và 45.000 trên Facebook. Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa. Trên con đường loan báo tin mừng qua kỹ thuật số, tôi đã gặp những người trẻ hỏi tôi làm thế nào để đáp lại ơn gọi. Và do đó, tuần ơn gọi kỹ thuật số đã ra đời trên trang của tôi và sẽ được ra mắt vào tháng 10 tới với những chứng tá về ơn gọi. Thầy Rosenberg nói, hiện nay thầy đang ở trong một giai đoạn tuyệt vời. Thầy vẫn tiếp tục tham gia quá trình đào tạo tại Chủng viện Quốc tế Bidasoa. Ngoài ra, thầy còn tham gia các hoạt động mục vụ ở các giáo xứ của Tây Ban Nha vào, hỗ trợ các giáo xứ trong phụng vụ, sinh hoạt giáo xứ và nhóm họp. Thầy cũng đến Fatima tham gia hỗ trợ những người tàn tật như một tình nguyện viên. Khi kể lại những gì đang làm bây giờ, một nụ cười hiện trên khuôn mặt chúng sinh. Một nụ cười mà thầy đã từng không thể cử động do bị liệt. Và thầy nhớ lại quá khứ. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã từng tham dự thánh lễ, đám rước. Đó là một điều gì đó rất đẹp ở đất nước Guatemala của tôi. Tôi đã nghĩ đó chỉ là trò chơi của một đứa trẻ. Nhưng Chúa đã gọi tôi đến với một điều gì đó vĩ đại hơn. Và nhìn về tương lai, thầy nói, hôm nay tôi luôn nói với mọi người rằng chúng ta cần hiệp nhất trong cầu nguyện, cùng nhau hướng về thiên đàng là mục tiêu của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.